Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với S News, bản tin cập nhật tin tức nhanh có trong ngày. Và ngay bây giờ hãy cùng với mình xem là bản tin hôm nay có gì đáng chú ý nhé. Sự kiện thu hút khán giả nhất trong ngày hôm nay chính là đám cưới của đại gia Phan Thành và Primmy Trương. Mới đây nhất thì dân mạng đã phải trầm trồ với loạt hình ảnh rước dâu cùng với dàn siêu xe đến từ Rolls-Royce, Maybach, McLaren. Ngoài ra thì còn có sự tham dự của rất nhiều đại gia khác là bạn của chú rể cũng như là những người trong giới. Để nói đôi chút về chú rể Phan Thành thì không phải là cái tên còn xa lạ gì nữa. Anh là người đứng đầu danh sách thừa kế của đại gia Phan Quang Trức, ông chủ của Saigon Square cùng với nhiều bất động sản giá trị khác. Nhờ về thú chơi siêu xe xa xỉ mà thiếu gia sở hữu bộ sưu tập khủng đến từ các thương hiệu như là Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Leicester, Ferrari, Mercedes, Range Rover và BMW. Đó cũng chính là lý do mà đám cưới Phan Thành ngày hôm nay 29 tháng 1 dành không ít sự chú ý đến dàn siêu xe rước dâu. Đúng như dự đoán thì dàn siêu xe nhà họ Phan ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng nhờ suất đầu lộ diện. Hộ tống thiếu gia đi đưa nàng dâu về dinh. Nhìn sơ sơ thì cũng có thể thấy là những cái tên đình đám như Rolls-Royce hẳn là 3 cái, McLaren, Maybach cũng xương là 2 cái, Mercedes G63 rồi Leicester, Range Rover. Riêng chú rể thì lấy chiếc xe Rolls-Royce giá là 34 tỷ đồng, dẫn đầu đoàn rước dâu. Trong đó thì chiếc McLaren 650S Spider thân thuộc sở hữu của Minh Nhựa cũng đã có mặt trong màn rước dâu này. Về công tác chuẩn bị cho màn rước dâu thì vào sáng sớm, tại nhà chú rể Phan Thành thì an ninh trước thềm đám cưới đang được thắt chặt, cổng biệt thự luôn đóng nghiêm ngặt, tuy nhiên thì liên tục có xe sang ra vào. Được biết thì bố của chú rể là đại gia Phan Quang Trức đã dậy từ lúc 4:30 sáng để chuẩn bị cho ngày vui của con trai. Về phía biệt thự của nhà Primmy Trương thì mọi công tác có vẻ là chậm rãi hơn, ngay lúc này thì hoa tươi cũng đang được đưa đến để hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại trong đám cưới. Đám cưới còn có sự tham dự của dàn phù dâu cũng là bạn thân nhất của cô dâu như là diễn viên Ngọc Thanh Tâm, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Khánh Vân, beauty vlogger Chloe Nguyễn. Điều đặc biệt nhất ngoài những chiếc siêu xe hạng sang thì dân tình còn đổ dồn sự chú ý vào chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên tay cô dâu. Không biết là viên kim cương nặng bao nhiêu carat nhưng nhìn kích cỡ thì cũng có thể đoán được giá trị của nó không hề nhỏ. Và những hình ảnh mới nhất về siêu đám cưới này sẽ luôn được S News chúng mình cập nhật một cách nhanh nhất trên bản tin của S News. Và đừng quên like, share cũng đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.